Chào mừng các bạn đến với Việt Nam thức giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tờ The Standard.co có bài viết Việt Nam vượt Thái Lan, một con rồng con đói khát theo đuổi thành công. Khi tôi nhìn thẳng vào mắt giám đốc tài chính của FPT Software, một trong những công ty công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, tôi nghĩ đến hình ảnh một con rồng con đang đói khát. Có lúc trong cuộc trò chuyện, tôi hỏi anh ấy ước mơ gì cho tương lai của Việt Nam. Anh trả lời tôi bằng một giọng nói khỏe khoắn, đầy nội lực, đôi mắt tràn đầy hy vọng, tham vọng và khao khát. Đây là một thời khắc lịch sử. Đây là cơ hội quan trọng mà Việt Nam phải nắm bắt. Tôi nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ là Hàn Quốc, ông Nguyễn Khải Hoàn, giám đốc tài chính, FPT Software cho biết. Một thập kỷ của Việt Nam. Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên sau hơn 10 năm. Những bức tranh khác nhau như bầu trời và vực thẳm. Ngày đó là một đất nước lạc hậu. Có ký ức về một hố bom trong cuộc chiến chấn thương. Việt Nam nuốt nỗi đau, hôm nay họ đã thay đổi. Tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, những tòa nhà cao tầng đang được xây dựng mọc lên như nấm. Thành phố sạch sẽ và hiện đại. Các cửa hàng thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản đang mở cửa nhộn nhịp. Điều không thay đổi là những chiếc xe máy vẫn chạy loanh quanh một cách hỗn loạn. Thêm vào đó là đội xe điện màu ngọc lam của VinFast. Có người nói với tôi rằng nếu muốn trải nghiệm dòng năng lượng của Việt Nam, bạn phải băng qua ngã tư giữa thành phố Hồ Chí Minh, nín thở. Hoặc ngồi xổm trong quán cà phê và nhìn những người trẻ tuổi bước ra nhấm nháp hạt dưa hấu và nói về cuộc sống như ở các thành phố lớn ở châu Âu. Việt Nam ngày nay giống Thái Lan 30 năm trước, tươi, đói, nóng, dân số 100 triệu người hầu hết là thanh niên, dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Đảng Cộng sản. Chính sách cải cách kinh tế, đổi mới được tiếp tục từ cuối những năm 1980, mở cửa cho đầu tư nước ngoài với hàng chục điểm bất lợi trong khu vực thương mại tự do, cộng với sự nghiêm túc trong giáo dục và phát triển con người, làm cho chú rồng non sẵn sàng cất cánh. Họ đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao và net zero vào năm 2050. Đằng sau sự trưởng thành của chú rồng non, chuyến đi này tôi đến để thực hiện bộ phim tài liệu Why Việt Nam tại hai thành phố, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tôi đã trò chuyện với các doanh nhân Thái Lan đã kinh doanh thành công tại đây, phỏng vấn giáo sư Việt Nam giảng dạy khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Quốc gia, đến thăm một công ty công nghệ thông tin có ước mơ chế tạo chất bán dẫn, đi bộ qua chợ tươi đến tận trung tâm thương mại Lotte, ngồi xổm, húp phở nóng, ăn nem nướng và bia Sài Gòn. Chủ sở hữu là người Thái. Có lẽ trong một thời gian ngắn, nhưng tôi đã hiểu rõ hơn về những cơ hội và thách thức của Việt Nam. Tất nhiên, đất nước này không hoàn hảo, vẫn còn nhiều vấn đề. Và thành thật mà nói, họ vẫn kém Thái Lan về nhiều mặt. Nhưng điều tôi nhớ nhất chính là những ước mơ, hy vọng, niềm tự hào của người dân Việt Nam mà chúng ta đều có chung. Dù là doanh nhân, nhân viên công ty, giáo sư, hướng dẫn viên du lịch hay những bạn trẻ trên đường phố, ánh mắt họ nói với tôi rằng, đây là một thời điểm lịch sử. Họ đã sẵn sàng cho tương lai. Rồng trẻ của ASEAN giải mã sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trước khi trở thành Việt Nam ngày hôm nay. Trong 30-40 năm qua, kể từ sau Thế chiến thứ hai, Việt Nam được đánh giá là quốc gia kiên cường nhất thế giới. Với lịch sử tàn ác và nghèo đói làm cho mọi người không lo lắng về chính trị, nhưng trọng tâm là phát triển kinh tế để phục hồi thâm hụt do chiến tranh. Năm 1986 là một năm quan trọng, trong đó chính sách đổi mới hay đổi mới, cải cách bắt đầu được thực hiện. Và năm 2007 là năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. WHO thành công, tất cả đã giúp Việt Nam đưa đất nước 40 triệu dân thoát nghèo trong 40 năm theo mục tiêu đề ra. Điều gì đã khiến Việt Nam thành công trong việc đạt được mục tiêu đề ra? Việt Nam đặt mục tiêu và không thay đổi dù lãnh đạo có thay đổi. Bởi vì nó được cai trị bởi một chế độ xã hội chủ nghĩa với một đảng chính trị duy nhất. Vì thế có sự ổn định chính trị và có thể tiếp tục thực hiện các chính sách. Việt Nam bây giờ thế nào? Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh nhờ ngoại giao che đón đầu cơ hội và thích ứng với các cường quốc, cả về mặt chính trị và kinh tế bằng các phương pháp sau. 1. Sản xuất sản phẩm có giá trị cao, đây là trung tâm sản xuất chất bán dẫn. Giảm tỷ trọng thu nhập từ nông sản. 2. Đẩy mạnh giáo dục, chú trọng phát triển con người, xây dựng sức đề kháng để người dân có khả năng miễn dịch cao, bao gồm cả việc khuyến khích sinh viên theo học khoa học và kỹ thuật. 3. Bổ sung chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, có rất nhiều hợp tác quốc tế, chẳng hạn như 16 hiệp định FTA bao trùm hơn 50 quốc gia. Việt Nam cũng gần với Trung Quốc và Nga. Khi xảy ra chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam được lợi từ cả hai phía. Bởi vì Trung Quốc đã chuyển cơ sở sản xuất về phía Nam đất nước. Nó gần với Việt Nam và Hoa Kỳ đặt mục tiêu thu hút người dân đầu tư vào Việt Nam thay vì Trung Quốc. Sự tăng trưởng tích cực này là kết quả của chính sách cởi mở quốc tế.
Điều này có thể thấy ở việc Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 và sau đó là WTO năm 2007. Nước này cũng đã ký một loạt các hiệp định song phương, bao gồm cả Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu. Đây là hiệp định thương mại tham vọng nhất mà EU từng ký với một quốc gia đang phát triển. Cuối cùng, hiệp định này sẽ xóa bỏ 99% thuế hải quan đối với hàng hóa giữa hai bên. Pháp có chung lịch sử phức tạp và sôi động với Việt Nam. Trong khi thương mại giữa hai nước tập trung vào một số lĩnh vực chính hàng không, dược phẩm và nông sản thực phẩm cho Việt Nam và điện tử và dệt may cho Pháp, nhiều công ty Pháp đã chọn thành lập tại Việt Nam, cho thị trường trong nước và trên hoặc hỗ trợ phát triển khu vực của họ. Thật vậy, Việt Nam được hưởng lợi từ vị trí chiến lược lý tưởng ở trung tâm ASEAN, gần các thị trường lớn của châu Á, đường bờ biển của Việt Nam, với khả năng tiếp cận trực tiếp đến các tuyến đường hàng hải chính của thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại. Tất cả những điều này khiến Việt Nam trở thành vùng đất của nhiều cơ hội và đầu tư, với điều kiện bạn phải quen thuộc với các hoạt động kinh doanh tại địa phương và khuôn khổ pháp lý liên tục thay đổi. Nhờ kinh nghiệm tại Việt Nam từ năm 1998, CCIFV đã phát triển chuyên môn theo ngành và song văn hóa trong các dịch vụ kinh doanh. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các dự án của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu. Mục tiêu tương lai. Mục tiêu tiếp theo của Việt Nam là trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 và đạt mức phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050, nhanh hơn mục tiêu của Thái Lan. Lợi thế của Việt Nam. 1. Đó là một đất nước mới. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Sự thành công của các nước đi trước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan và bắt đầu nhiều ngành công nghiệp từ đầu việc này, ít tốn kém hơn so với việc đào tạo lại kỹ năng, chẳng hạn như sản xuất ô tô. Việt Nam đang bắt đầu bằng xe điện, không cần thích ứng từ công nghệ cũ như ô tô đốt trong và sản xuất chất bán dẫn mà không cần đào tạo lại bộ vi xử lý. Điều đó làm cho bước nhảy vọt nhanh hơn. 2. Có rất nhiều người trẻ. Nó có lực lượng lao động có tay nghề cao với mức lương thấp so với các nước khác. 3. Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho năng lượng tái tạo với đường bờ biển dài 3.000 km, sản xuất điện từ năng lượng gió rất tốt. Chúng ta có thể học được gì? 1. Tư duy cầu tiến, nhìn xa và đặt mục tiêu dài hạn. Và không thay đổi qua lại nếu bạn gặp phải một vấn đề, hãy tìm một giải pháp. 2. Tư duy tăng trưởng, ngoài giáo dục mà chính phủ lẽ ra phải hỗ trợ mọi người, cũng phải có tư duy phát triển sẵn sàng thích ứng. Lời khuyên đầu tư vào Việt Nam. 1. Việt Nam có thị trường rộng lớn và có các FTA bao trùm hơn 50 quốc gia. 2. Một lĩnh vực kinh doanh thú vị là năng lượng tái tạo, đặc biệt là từ năng lượng mặt trời và gió. 3. Các doanh nhân có thể tìm thông tin từ phòng thương mại Thái Lan. Học cách ngăn ngừa thất bại. Video tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.